đến cái USB đo điện áp các bạn nha. Hồi nãy là chúng ta khui cái cốc sạc đo điện áp rồi, giờ mình đến cái USB test đo điện áp nè, coi nó có chính xác bằng cái cốc sạc không nha. Nói chung mấy cái sản phẩm này mua cũng lâu rồi, bây giờ mới mới khui nè. Khui ra như thế nào? Cái này mình cũng tình cờ gặp cái hàng này trên Lazada ấy, nó cũng hay hay. Mua test thử rồi sao, để sau này mình còn test mấy cái dòng sạc nguồn điện thoại với dòng sạc mấy cục sạc các bạn, hoặc là test những cái nguồn của mấy cái cổng USB á, không biết nó có ứng dụng được cho laptop hay là máy bàn hay không, thì đó để mình tính sau nữa ha. Giờ mình test trước cái mấy cái cây sạc thôi, nó như thế nào. Tính xé luôn đại rồi. Cái này mình khui mình xài nên mình cũng không quan trọng, mình không quan trọng cái độ đẹp. Giờ tới lúc phá hoại. Cũng không còn gì bạn ha, không biết là ok hôm nay lâu rồi hết bảo hành rồi, 3 4 tháng này. Hàng China các bạn nha, hàng China chính hãng luôn, nhưng mà không biết sao đây. Cái bên này nó test được rất là nhiều các bạn nha, test nguồn ra nguồn vào gì đó từ lưa chứ, chỉ số ampe chỉ số volt 3 chấm với bên nữa, không chờ 3 chấm nữa này. Cái nguồn máy tính laptop này thì mình test sau đi ha. Giờ mình sẽ test trước mấy cái đơn giản là cái nguồn sạc sạc của từng cái loại điện thoại Android, iPhone ha. Mình test thử coi như thế nào. Mình dừng mình lấy cái cốc sạc ra các bạn nha. Bây giờ mình cắm cái nguồn USB vào nè. Đấy. Nó hơi cao, không biết có thấy rõ không đây. Cái này là cái cổng 3 chấm. Không biết nó hiển thị bên nào nè. Chắc là thông số nó nằm bên đây. Thông số nó nằm dưới này nha các bạn nha. Hiện tại. Thấy hơi mờ các bạn ha. Rồi mình thử mình cắm một cái thiết bị sạc vô coi nha. Rồi mình cắm thử cái cặp Android iPhone trước đi ha. Rồi mình cắm cái nguồn iPhone vô nè. Cắm cái app nè. Rồi giờ mình cắm cái điện thoại iPhone nè. Này mở ra nguồn rồi các bạn nha. Pin chưa có xét nè. Đối với cáp này là các bạn phải đưa cái mũi tên này nè. Cái mũi tên này ha vào. Xét. Rồi, xét các bạn nha. Rồi các bạn thấy không? Nó báo chỉ số nè. Không ba ampe. Rồi coi cái thằng này báo đúng không bạn nha. 1,09 đây, 1,0809, trên là không có nhiêu. Hàng này cũng khá là chính xác. Đây, 09 mấy nè. Để mình coi coi nó có cái gì khác nữa không nha. Rồi nó báo pin, báo thời gian. Cái này là 85W, 16W giờ. Này, này nó hiển thị bấm bấm một nút này một cái nó hiện ra cái thông số khác các bạn ha. 31 độ C này, nhiệt độ nè. Wow.
Vùng 3, vùng 5. Khá good đúng không nha. Wow. Vol là 5V 10 nữa bạn, 5V. Thời gian tăng dần. Ohm nè, nó hiển thị số ohm 5 phẩy mấy ohm nè. Tăng độ lên 32 độ nè. Chúng ta có thể biết được cái nhiệt độ của cái nguồn vào bạn ha. Rồi, ăn cái nữa coi. 35V, lớn hơn 35V. Này thấp hơn 35V, không biết set cái gì các bạn nha. Này có thể là cài đặt hay set cái gì đó. Này bấm cái nữa ra, ngữ tiếng Trung. Thời gian. Này không biết có hẹn thời gian không biết ha. Trở về ban đầu rồi nè. Giờ mình đổi nha. Mình đổi các bạn ha. Rồi, mình đổi. Cho mình để các bạn thấy nha. Này đang sạc các bạn ha. Giờ mình rút ra nè. Đấy, rồi. Thấy nó báo về bình thường ha. Giờ mình thử mình sạc thử cái thằng khác đi. Sạc thử cái thằng sạc thử cái Android đi ha. Đây, sạc thử cái Android đi coi cái nguồn điện nó báo là sao. Mình sẽ dùng hai cáp các bạn nha. Một cái là dành cáp Merobi và một cái là dùng dùng cáp 3 chấm. Mình dùng cái cáp 3.0 trước nè. Cái điện thoại Galaxy S5 nó hỗ trợ cáp 3.0. Đây, sạc các bạn nha. Đấy, các bạn thấy nó sạc rồi ha. Đấy, nó đang sạc đó. Giờ mình coi cái nguồn vào nè. Rồi, các bạn thấy không? 0.8 mấy ampere nè ha. C 6 phẩy mấy ohm. Thì đây nó hiển thị bên này là bao nhiêu ta? 0.8 mấy. Nếu mà sạc không thì cái thằng này, nếu mà dùng cái cốc sạc này không á bạn, thì là nó sẽ ra 1.2 ampere. Thì mình sẽ cho link các bạn xem video dưới ha. Vậy là nó ra, nếu mà chuyển qua cái USB này thì nó ra có trung bình 1 ampere thôi, nó không cao hơn được các bạn nha. Bình thường là cái sạc này nó ra tới 1.23, mà này nó ra có 0.8 nữa, các bạn thấy không? Ra có 0.8 nè. Nguồn nó bị thấp giới hạn lại các bạn ha. Ampere nó bị giảm lại. Ampere nó bị giảm lại. Không biết qua cái cốc sạc 2.1 ampere thì nó ra nhiêu thì mình chưa chưa thử. 0.83 hả? Rồi bây giờ mình thử qua cái cốc sạc 2.1 ampere thử coi 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 ra nhiêu các bạn nha. Nè 0.8 thôi nè. Rồi thì mình rút cái này ra đi. Đây, mình dừng cái xíu bạn. Rồi, mình sẽ dùng cái cốc sạc nhanh của Samsung. Mình sẽ thử coi coi nó ra nhiêu các bạn nha. Nó ra nguồn bao nhiêu đây? Rồi, sạc rồi các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ test thử coi cái nguồn này nó nhiêu. Không trăm sáu mấy. Yếu hơn cái cốc kia nữa các bạn ha. Yếu hơn cái cốc của Hoa Cô nữa.
mà cái góc sạc này mình không chắc chắn là nó ổn không nha. Góc sạc mình này mình nó đang hơi bị mất mát là sao, ra nguồn điện có 0.6 mấy à. Ôi, vẫn sạc rồi các bạn ha. Thôi giờ mình rút ra đi, giờ mình sẽ đổi thử một cái góc khác đây, góc của iPhone rồi ha. Rồi, mình thử góc của iPhone nữa mọi người nha. Hơi gắt quá, mình để mình dừng một xíu đi. Rồi, giờ thử coi nhiêu các bạn ha. Sạc thôi nha. Giờ mình coi cái nguồn nhiêu nè. 0.8 mấy. Vẫn tốt hơn cái cục sạc nhanh nữa. Cục nhận sạc nhanh mình như nó bị mát là sao rồi. Bạn thông cảm nha, mình xoay cũng được ha, xoay cũng được, xoay ngang cũng được. Mình bị vướng cái dây điện nè. Mình xoay cũng được. Xem đỡ gì các bạn nha. 0.8 mấy ampe. Tính ra cái góc xe này cũng cũng ổn định. Đây. Ha. Rồi, đo được nguồn ra ha. Rồi. Rồi. Tạm thời như đây thôi. Giờ mình đo thử cái hàng cốc của hai cô lại coi mình dùng sạc qua cái điện thoại khác coi như thế nào các bạn nha. Rồi mình dùng cái cốc của hai cô mình đo lại nè. Rồi mình sẽ dùng thêm một cái cổng khác mình cắm vào sạc các bạn ha. Rồi đây là nó báo thì số mềm luôn này. Đây là 0.7 mấy nè. Rồi bây giờ mình coi cái phần đầu này nha, cũng 0.73 ha, 0.63, 0.79. Đây bây giờ mình thêm một cái thiết bị khác để mình coi coi nó bị cái rút rút gì không nha. Mình cắm thêm một cái thiết bị khác nè. Đây mình sạc và cho cái cục sạc dự phòng mình đi. Đấy. Các bạn thấy nó đang nạp ha. Đấy. Đây nó lên 1 chấm mấy ampe nè. Mình coi cái thằng cô này coi. Mình coi cái này à, nó chỉ đo cái nào mà cắm vô nó thôi mà. Nó không có giảm chỉ số gì ha. 5 ampe nó vẫn còn y nè. Con này hiện nay nó tăng lên thôi, 1.7 mấy. Rồi mình thử mình đưa qua cái điện thoại thôi, điện thoại rồi đây. Điện thoại rồi khác là nó có bị ảnh hưởng gì không nha. À, đang sạc các bạn ha, nó lên 1.2 mấy nè, 1.8 mà nè. 0.8, 1.8. À nó hiển thị hai cái cổng sạc, cái nguồn vào của hai cổng sạc các bạn. Cái ampe đó, 0.8 nè. Với 1.8. Rồi, mình coi cái này coi. Vẫn không thay đổi các bạn nha, chỉ số ampe trên cái USB dùng sạc cái điện thoại Galaxy S5 này nó không thay đổi. Nó không thay đổi. Mình tháo này ra coi nha, mình rút rút này cắm lên coi coi cái nguồn này nó báo chính xác không ha. Rồi
4.5. Chín luôn rồi, 0.953 luôn ha. Em đây có nó hiển thị chính xác luôn, 1.33. Cái này thì hiện 1.33 nè, nên cái này nó đi qua cái USB nó tốn thêm miếng năng lượng thôi, nó còn có báo 0.9 nè. Em đè luôn coi nó báo gì ta. Ba mươi lăm độ. Đây là 35 độ. Đo được cái độ nóng của cái cốc sạc luôn các bạn ha. Rất là hay. Rồi bây giờ tương đương hai này, hai này nó đo cái chuẩn tương đương với nhau các bạn nha. USB này với cái cốc sạc này nó đo cái chuẩn cũng tương đối chính xác. Rồi, thì cái này chúng ta có thể đo được cái nguồn trong cái CPU laptop rồi ha, nguồn laptop, nguồn USB laptop để chúng ta biết là cái cổng USB đó nó còn hoạt động hay không, nên chúng ta sửa cái nguồn của cổng USB các bạn ha. Rồi để rồi mình test iPhone rồi. Rồi cũng khá là đủ rồi, ở đây thôi bạn nha. Rồi cũng như là có chút kinh nghiệm để mà sửa máy tính dựa trên cái nguồn ra của USB. Đây không có nguồn ra nên nó không có báo ampe các bạn ha. Rồi, cái USB này đo khá là chính xác, khá là ok các bạn ha. Có lo nè, delay reset. Rồi. Nó đo được 5.1 ampe luôn các bạn nha, từ 0 tới 5.1 ampe. Chúng ta đừng có đo nguồn nào cao quá. Cái mã là T7H, model T7H. Từ 3.6V tới 32V. Có nghĩa là chúng ta đo cái nguồn thấp hơn 3.6V là chúng ta đo không được các bạn ha. Có nghĩa là đo những cái nguồn mà nhỏ quá. Cái hiệu điện thế nhỏ quá. Rồi. Này đo được cổng 3 chấm đó các bạn nha. Cổng 3.0 nè, màu xanh dương nè. Màu xanh dương là chúng ta biết là đo được cái nguồn USB cổng 3.0 luôn. Rồi. Chia sẻ các bạn đến đây thôi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.